Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chăm lo cuộc sống cho Việt kiều Campuchia nghèo về nước. Lễ cầu an xây dựng chùa Linh Thú Berlin của cộng đồng người Việt tại Rostock, Cộng hòa Liên bang Đức. Những sàn diễn thời trang độc đáo của nhà thiết kế gốc Việt Jessica Minh Anh. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về vấn đề chăm lo cho Việt kiều từ Campuchia về nước, sống ở đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm giữa hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Gần đây, một số báo như là Nông nghiệp Việt Nam, Thanh Niên có bài nêu vấn đề Việt kiều từ khu vực biển hồ Campuchia về nước, sống lay lắt ở một xóm nghèo nơi đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm giữa hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin báo nêu, xóm này hiện có trên 200 hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Những Việt kiều này đều là những người không rõ quê hương, không có giấy tờ, không tài sản. Tất cả đều sống trong cảnh nghèo khó. Người lớn thì đa phần mù chữ, trẻ em chủ yếu được sinh ra tại Campuchia, theo ba mẹ về Việt Nam nên không có giấy khai sinh, không được đến trường đi học. Một số em hiện nay được học chữ tại lớp của cô giáo, cách xóm 2 km với giá là 3.000 đồng mỗi buổi. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp làm việc với các địa phương để có giải pháp cụ thể lo cho dân, nhất là về các vấn đề quốc tịch, học hành của Việt kiều. Chiều ngày 17 tháng 7 tại Berlin, Chùa Từ Ân đã tổ chức đại lễ cầu siêu những người đã hy sinh bảo vệ biên cương, hải đảo, Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tham dự đại lễ có các Phật tử Chùa Từ Ân, đại diện một số hội đoàn người Việt và bà con người Việt ở Berlin và vùng lân cận. Các tăng ni Phật tử và bà con kiều bào đã cùng tụng niệm cầu mong các vong linh được siêu thoát về miền cực lạc. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện những người tham dự đã bày tỏ lòng biết ơn Chùa Từ Ân và Thượng tọa Thích Từ Nhân đã tổ chức đại lễ để mọi người có thể tri ân những người đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974 và đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa năm 1988. Nhân dịp này, các nghệ sĩ cũng đã xúc động trình diễn những bài ca về biển đảo quê hương cũng như những anh hùng liệt sĩ, tử sĩ đã hy sinh vì biên cương biển đảo quê hương. Chùa Linh Thú Berlin của cộng đồng người Việt tại Đức sẽ được xây dựng trong thời gian tới tại thành phố Rostock. Sáng ngày 16 tháng 7, lễ cầu an cho việc xây dựng chùa và thiền viện đã được tổ chức tại chính khuôn viên khu đất do chính quyền thành phố Rostock chuyển nhượng quyền sử dụng. Các tăng ni cùng đông đảo Phật tử người Việt đã làm lễ cầu an cùng cầu nguyện gia hộ cho công việc xây dựng ngôi chùa và thiền viện trong tương lai, đáp ứng nhu cầu tâm linh của đông đảo Phật tử đang sinh sống tại đây. Ngôi chùa với kiến trúc Phật giáo Việt Nam sẽ là nơi giữ hồn dân tộc, kết nối cộng đồng tại Đức. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mái chùa xây dựng được nơi đây thì là tùy vào sự thành tựu, sự hảo tâm của các Phật tử. Chúng tôi xin đại diện cho chùa Linh Thứ thiết tha kêu gọi quý đồng hương, đạo hữu, Phật tử cố gắng kẻ ít người nhiều tịnh tài để xây dựng cái ngôi Tam Bảo nơi đây sớm được thành tựu viên mãn. A Di Đà Phật. Đại diện Hội Diên Hồng và Hội Người Cao Tuổi Rostock cùng đại diện các hội phụ nữ, đông đảo quý Phật tử cùng bà con người Việt tại thành phố này và vùng phụ cận đã hoan hỉ tham gia lễ cầu an. Ngôi chùa sẽ là niềm tự hào của cả cộng đồng, bởi từ lâu, bà con người Việt tại đây vẫn mong mỏi về một ngôi chùa thuần Việt hiện diện trên mảnh đất này để bà con được nương tựa, chăm lo cho đời sống tâm linh. Chúng tôi là đại diện cho các cộng đồng ở đây thì người dân Rostock, chúng tôi rất ủng hộ cái tinh thần này, phát tâm của Chùa Linh Khiếu. Thì khi mà để triển khai một cái thiền viện ngôi chùa ở Rostock này để làm vừa đẹp cho cái thành phố Rostock và cũng là cái nơi để cho bà con cộng đồng đến để tịnh tâm, tu dưỡng về tâm đức. Chúng tôi thế hệ thứ hai hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Rostock, Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày hôm nay rất là vinh dự, vui vì Ly Sư Diệu Phước trụ trì chùa Linh Thiếu Berlin với tâm nguyện lớn lao của mình muốn xây dựng một ngôi Tam Bảo, một ngôi chùa tại thành phố Rostock này để
những người con Việt Nam như chúng tôi và các con cháu sau này, với bên cạnh cuộc sống sinh hoạt tại nơi đất khách quê người, nhưng cũng vẫn có một ngôi chùa, một ngôi tam bảo để quay về nuôi dưỡng tâm của mình và cũng luôn luôn để ghi nhận rằng mình là con người Việt Nam. Dự kiến chùa và thiền viện Linh Thứ Berlin sẽ được xây dựng và hoàn thiện sau 2 năm kể từ ngày khởi công. Để đáp ứng nhu cầu tìm tòi học hỏi của một bộ phận người Việt đang ở nước ngoài cũng như người nước ngoài về bấm huyệt cổ truyền Việt Nam, khóa học mang tên Thập Chỉ Liên Tâm, phương pháp ứng dụng nhiều kỹ thuật bấm huyệt tiên tiến của thế giới, trong đó nổi bật là bấm huyệt cổ truyền Việt Nam, đã được tổ chức tại Cộng hòa Liên bang Đức. Khóa học diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 năm 2016 tại thành phố Gassen của Đức do bác sĩ, nhà cảm xạ Dư Quang Châu hướng dẫn. Lớp học đã thu hút được hơn 50 học viên tham gia, bao gồm các bà con sinh sống làm việc toàn Liên bang Đức cùng một số người dân Đức. Thập Chỉ Liên Tâm ứng dụng chính thủ pháp bấm huyệt thập chỉ đạo của cố lương y Huỳnh Thị Lịch, một trong những thần y về bấm huyệt của Việt Nam. Phương pháp có hiệu quả rất tốt trong một số chứng như là đau lưng, đau chân, đau dây thần kinh tọa, tự kỷ, di chứng tai biến mạch máu não và có thể hỗ trợ cải thiện các bệnh nội tạng. Thưa quý vị, trong hơn 100 thanh niên, sinh viên kiều bào đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới về tham dự trại hè Việt Nam năm nay, có duy nhất một đại diện kiều bào đang sinh sống và học tập tại Trung Quốc. Đó là Dương Mông, hiện nay đang ở tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Do sống ở đất nước rất gần Việt Nam nên Dương Mông có nhiều cơ hội về thăm quê hương vào các dịp lễ Tết để thăm hỏi người thân. Tuy nhiên khi chia sẻ với phóng viên thời sự thì Dương Mông có nói rằng chuyến hành trình qua nhiều vùng đất, nhiều thắng cảnh, di sản của đất nước ta lần này đã để lại trong Dương Mông nhiều cảm xúc đặc biệt. Cảm ơn bạn đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình Việt Nam. Bạn có thể tự giới thiệu về mình một chút và cho biết là vì sao bạn được lựa chọn tham gia trại hè Việt Nam 2016 hay không? Xin chào, tôi tên là Dương Mông, năm nay tôi 18 tuổi. Bố tôi là người Việt Nam, mẹ tôi là người Trung Quốc. Khi biết được thông tin về trại hè Việt Nam năm nay, bố tôi đã giúp tôi đăng ký và chuẩn bị hồ sơ để gửi lên Đại sứ quán Việt Nam ở Trung Quốc. Tôi nghĩ mình thật may mắn khi được lựa chọn tham gia trại hè. Như tôi được biết thì những bạn thanh niên kiều bào được lựa chọn tham gia trại hè phải có thành tích học tập tốt và nhiệt tình tham gia các hoạt động của cộng đồng. Trong hành trình của trại hè Việt Nam 2016, bạn đã đi qua nhiều tỉnh thành của Việt Nam, tham quan nhiều di sản văn hóa dân tộc. Bạn có cảm xúc như thế nào? Trong những ngày đầu tiên của trại hè, chúng tôi đã được đi thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở đó tôi có cảm giác thật nghiêm trang, thật vĩ đại, nhưng tôi cũng cảm thấy tiếc thương, xúc động. Rồi sau đó, chúng tôi đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đến cả kinh thành Huế nữa. Tôi mang trong mình dòng máu Việt và tôi cảm nhận được rõ ràng điều đó trong suốt hành trình này. Đất nước Việt Nam là một phần quan trọng với những kiều bào đang ở xa tổ quốc như chúng tôi. Bên cạnh đó, chuyến đi lần này, tôi được ở cùng với rất nhiều các bạn kiều bào trở về từ khắp nơi trên thế giới. Tôi cảm nhận được sự giao thoa giữa nhiều nền văn hóa, như sự chuyển đổi của các thái cực, để rồi trong tôi có bạn và trong bạn có tôi. Là một thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, bạn sẽ làm như thế nào để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế? Trong chuyến đi lần này, tôi thường xuyên cập nhật những hình ảnh về các thắng cảnh, di sản văn hóa dân tộc Việt Nam lên trang blog cá nhân của mình. Các bạn của tôi khi thấy những hình ảnh đó đều rất thích và muốn được đến tham quan. Tôi thường xuyên nói với những người bạn quốc tế của mình rằng Việt Nam có rất nhiều di sản văn hóa với những giá trị trường tồn cùng năm tháng. Người Việt Nam chúng tôi tự hào về điều đó và mong muốn mọi người cùng tìm hiểu khám phá những di sản quý giá đó. Nếu có cơ hội, tôi muốn được đưa các bạn quốc tế đến thăm Việt Nam để cùng trải nghiệm những cảm xúc khác biệt ở quê hương mình. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng ý miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho cá nhân tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 năm 2016 ABG5 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 tới đây. Đại hội có 45 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham dự. Dự kiến có gần 4.600 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 550 trọng tài, quan chức
kỹ thuật của các liên đoàn thể thao quốc tế và hàng ngàn tình nguyện viên tham dự đại hội. Nhân kỷ niệm 500 năm ban giao Việt Nam Bồ Đào Nha, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha phối hợp với Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha tổ chức hai chương trình biểu diễn đặc sắc tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha Nguyễn Ngọc Sơn nhắc lại mối ban giao được thiết lập từ 500 năm khi những người Bồ Đào Nha đầu tiên cập bến cảng Hội An, miền Trung Việt Nam năm 1516 và 100 năm sau đó, chính người Bồ Đào Nha đã sáng tạo nên chữ viết của người Việt Nam hiện nay. Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khán phòng của Hội đồng thành phố Lisbon và một chương trình biểu diễn ngoài trời trong khuôn viên bảo tàng Lisbon đem lại ấn tượng sâu sắc với những khán giả Bồ Đào Nha và một số bà con người Việt. Trong đó tiêu biểu là các tiết mục độc tấu đàn bầu, đàn nhị, đàn trưng, sáo, múa nón, hầu xá thượng. Năm 1975, Việt Nam và Bồ Đào Nha thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, hai nước luôn duy trì mối quan hệ giao lưu và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Tối qua 18 tháng 7 tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị, Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp năm nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan. 21 đoàn nghệ thuật trong nước và 4 đoàn nghệ thuật quốc tế với hơn 900 diễn viên đã tham dự liên hoan. Đây là liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp có quy mô lớn, mang tầm quốc tế, là hoạt động văn hóa nghệ thuật nhằm thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa các nước trong vùng Đông Nam Á và cộng đồng ASEAN. Liên hoan nghệ thuật sẽ diễn ra cho đến hết ngày 25 tháng 7. Người yêu thời trang Việt Nam giờ đây đã không còn xa lạ với cái tên Jessica Minh Anh, cô gái nổi tiếng với những sàn diễn thời trang không tưởng. Trong hơn nửa năm qua, thì cô gái Việt Nam này đã thêm Sydney và Paris vào bộ sưu tập sàn catwalk đặc biệt của mình. Và gần đây nhất, sàn diễn thời trang trên mặt nước cũng đã để lại dấu ấn đậm nét về những chương trình cô đã thực hiện trong năm 2016. Tháng 3 vừa qua, Jessica Minh Anh vừa biến bong phơi nắng của tàu Costa Luminosa thành sàn diễn của gần 100 bộ váy cao cấp Okuthuk. Được làm nổi bật với khung cảnh phía sau là cầu Sydney Harbour và nhà hát Opera Sydney, J-Spring Fashion Show 2016 còn gây ấn tượng nhờ kết hợp giữa nghệ thuật, kiến trúc và văn hóa. Chúng tôi rất vui vì được làm việc với Jessica Minh Anh. Đây là một sự hợp tác hoàn hảo vì Jessica Minh Anh là biểu tượng thời trang quốc tế và Lancôme là công ty mỹ phẩm nổi tiếng thế giới. Gần đây nhất, vào tháng 6, nhà sản xuất sàn diễn sáng tạo đã gây ấn tượng bởi một show diễn đẳng cấp thế giới trên sông Seine của nước Pháp. Khách mời được bố trí ngồi đối diện với những ô cửa kính đa diện để xem người mẫu bước đi. Những kỳ quan kiến trúc như tháp Eiffel, nhà thờ Đức Bà và 37 cây cầu đã trở thành phông nền tự nhiên cho sàn catwalk độc đáo này. Tôi cảm thấy thật ấn tượng với Jessica Minh Anh. Cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời và là một người mẫu xinh đẹp. Show diễn thời trang trên sông Seine là cột mốc đánh dấu thành công thứ 14 của Jessica Minh Anh. Từ khi cô thiết kế sàn diễn đầu tiên tại cầu tháp London, cô gái của những sàn diễn catwalk không tưởng đang bắt đầu kế hoạch cho cuộc tấn công tiếp theo. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.